giải thể hình thành phố Vinh mở rộng thì rất vinh dự được đón tiếp huyền thoại thể hình Việt Nam mình là anh Lý Đức. Và khi về với Nghệ An thì cho khán giả biết là anh có cảm nhận gì về con người và vùng quê xứ Nghệ thân thương ạ? Vâng, thì đây là lần thứ hai Đức tới Nghệ An, Vinh. Thì đây là xứ sở là một người dân rất là thân thiện, hòa đồng, và cũng là cái nơi là nhiều người tập luyện thể thao, bằng chứng là nhiều phòng gym cũng như là nhiều bạn trẻ mê thể hình cũng như các môn thể thao khác. Thì Đức rất là hân hạnh, và ở giải này thì cũng quy tụ nhiều cái em thi đấu, thì Đức nhận xét là các em là rất là đam mê cái môn gym này, muốn thi đấu để xác nhận được mình là có đẳng cấp, hoặc là giống như để có nhiều kinh nghiệm, muốn làm một cái người huấn luyện viên, vận động viên. Thì Đức mong các bạn là sẽ thi đấu được thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh. Được biết là bây giờ anh có một công ty đào tạo về chuyên về đào tạo các bạn huấn luyện viên và vận động viên thi đấu, thì anh có thể chia sẻ một chút về công ty của mình ạ? Hiện nay Đức là cố vấn chuyên môn của Học viện Đào tạo Nuido ở khu vực phía Nam. Thì lần này là đi ra công tác là làm với tư cách là trưởng đoàn của Học viện Đào tạo dẫn các em đi thi đấu. Thì để cho các em có một cái trải nghiệm cũng như về làm nghề huấn luyện viên PT, và mấy em muốn cọ sát là để sau này mình có thể là ngoài cái huấn luyện viên PT thì cũng là một cái vận động viên thi đấu chuyên nghiệp. Wow. Thì mong muốn của các em là muốn sẽ thi đấu để rút kinh nghiệm cũng như là phát triển hơn nữa cái tài năng của mình. Chúng ta thế hệ 8X, 9X thì đều được biết tới huyền thoại thể hình Việt Nam mình là anh Lý Đức ở đây. Và anh cho em hỏi là anh bắt đầu sự nghiệp thể hình của mình vào năm nào ạ? Đức bắt đầu sự nghiệp thể hình là năm 1987. Nhưng mà bắt đầu tham gia thi đấu mà tập luyện giống như mấy trẻ thanh niên bây giờ là năm 1984. Đó, thì lần đầu tiên tập với tính cách là mình giống như mình cũng muốn có thể hình đẹp cũng như có sức khỏe tốt để làm công việc của mình. Nhưng mà dần dần thì mình cảm nhận là thi đấu thì nó cũng mang một tính chất là để thể hiện cái tài năng của mình. Do đó thì Đức tháng 6 là Đức tham gia tập luyện tháng 6 năm 1984. Thì sau khi tập khoảng thời gian 6 tháng thì Đức tham gia thi đấu giải vô địch cử tạ thể hình toàn thành. Và thành tích thì ban đầu cử tạ thì chỉ là con số nó nhỏ thôi, chỉ đạt được động tác cử giật là 70 và cử đẩy là 90 thôi. Là tổng cộng là được 160 cân, nhưng mà cũng là đem về cho mình một cái thành tích cũng đầu tiên. Đó. Thì sau đó thì Đức cũng vừa đi làm, cũng vừa tham gia tập luyện thi đấu ở phong trào của thành phố. Thì cho đến năm 1987 thì lần đầu tiên thành phố có tổ chức giải vô địch thể hình lực sĩ đẹp nhất thành phố. Thì Đức đã tham gia, và may mắn đến với Đức là Đức đã thi đấu đoạt cái huy chương vàng đầu tiên ở giải này, và đạt thêm cái huy chương toàn năng là người có thể hình lực sĩ đẹp nhất thành phố. Đó, thì song song đó tới năm 1987 cho đến những năm sau thì cứ một năm là thì Đức thi hai giải, vừa cử tạ và vừa thể hình. Thế là song song luôn hai giải. Song song một năm với hai giải. Thì hai giải thường cách nhau khoảng 5-6 tháng, do đó Đức cũng có thời gian để chuẩn bị cho giải này. Thí dụ giải cử tạ thi xong rồi tới giải thể hình thi sau đó cách nhau khoảng 6 tháng. Tại hồi trước thì mặc dù là thi đấu giải vô địch nhưng mà nó chỉ là phong trào của các quận huyện trong thành phố. Bây giờ chúng ta mới được biết là với vận động viên thể hình Lý Đức thì chúng ta quen thuộc là bên thể hình, nhưng giờ mới biết là anh từng xuất phát ban đầu là bên cử tạ, thiên về sức mạnh. Và anh có chia sẻ là anh
song song cả hai bộ môn thì một bộ môn là phải cần siết xuống khô, một bộ môn thì cả hai môn đều cần sức mạnh đúng không? Nhưng mà khi một môn thì cần độ khô rất là lớn thì lúc đấy sức mạnh sẽ yếu hơn đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ làm sao mà anh vừa song song hai bộ môn được với nhau là môn thể hình và môn cử tạ được ạ? À, thật sự là lúc đó là cái niềm đam mê với lại quyết tâm nỗ lực phấn đấu của mình thôi. Thí dụ như là sức mạnh thì khi tập sức mạnh cử tạ thì mình chỉ tập trung dồn vào cái sức mạnh thôi. Thì cũng thời điểm đó năm tám mấy thì thi đấu thì nó cũng cách xa nhau, nó không có nhiều giải giống như bây giờ là cách nhau khoảng 6 tháng. Do đó vừa xong cái cử tạ là Đức phải nhả ra. Em cô ấy không? Nhả ra để mình chuẩn bị tập cho cơ bắp nhiều hơn. À, có nghĩa là 6 tháng thì có nghĩa là anh sẽ thi cử tạ trước. Thi cử tạ trước xong mới siết xuống và thi thể hình luôn. Thì nó hợp lý đúng không ạ? Chứ còn nếu mà giả sử mà thi thể hình trước xong thi cử tạ xong thì có hơi bất lợi không anh? À, lúc đó chắc có lẽ hơi bất lợi. Do đó thì ở mấy giải vô địch thành phố thì ban tổ chức cũng tính toán rồi. Giải cử tạ vừa xong thì tới giải thể hình. Mà đôi lúc nó cũng bị xáo trộn thì tất nhiên mình cũng sẽ sẵn sàng chuẩn bị thôi. Không lý thôi. Chúng ta những thập niên mà thế hệ 8X, 9X như Bằng thì biết đến vận động viên với cái biểu tượng là sức mạnh và tinh thần. Tinh thần thể thao cũng như là tinh thần vượt khó, lòng đam mê với giải đấu, với nghề, với thể hình. Thì anh có thể nhắn nhủ đôi lời với giới trẻ, với lớp trẻ như bọn em bây giờ và các bạn thanh niên đang xem kênh của Nguyễn Bảo Bằng. Các bạn trẻ nên là cố gắng lúc nào cũng phải duy trì cho mình một cái sức khỏe tốt. Thì có sức khỏe mình sẽ làm được tất cả mọi công việc và một cái thể hình đẹp. Bởi vì là khi mình tập luyện có sức khỏe tốt, thể hình đẹp thì tất nhiên là cơ thể mình sẽ khỏe mạnh và mình sẽ tránh được bệnh tật cũng như những cái tệ nạn của xã hội. Và một người có sức khỏe luôn luôn mang đến cho mình nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và chúc các bạn trẻ là cố gắng, sức khỏe là vàng thì mình cố gắng lúc nào cũng phải duy trì tập luyện và để trở thành một cái người tốt, có ích cho xã hội. Cảm ơn anh và chúng ta sẽ dành cho huyền thoại thể hình Việt Nam mình là bác Lý Đức một tràng tim lai thật lớn và kính chúc anh sức khỏe và để tiếp tục cống hiến cho phong trào thể dục thể thao của quần chúng. Xin cảm ơn anh ạ. Rồi.